ở trong tập 11 là mình sẽ đi lấy sữa của God nha các bạn. Ấn cái nút like rồi xong rồi ấn nút đăng ký cái nhà. Ui giời, ăn cái bánh này ngon quá à. Ông God đây rồi, chuẩn bị lấy sữa nào. Ông God này đang ở trên mây phải không? Sữa God đâu rồi? Mới lấy được sữa của God nè. Ok, các bạn thấy không? Đây. Con ma dám lấy xe của mình kìa. Xin chào các bạn, mình là Vinh đây. Hôm nay chính là tập 11 khi mà mình uống sữa tất cả những cái con vật ở trong Minecraft nhé. Ở trong những tập trước có hai video đạt được 100.000 like luôn. Mình sẽ thả tim cho các bạn fan à. Đời. Anh Vinh ơi, anh ra tập 11 đi. Em thấy 96.000 like rồi. Ok em luôn nè. Thì ở trong tập trước á là mình đã uống sữa của nớt nè các bạn. Thấy không? Hộp sữa của nớt nè. Đấy. Và mình được con cá này nè. Đây 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 đây, mình xem cho các bạn xem. Đó, các bạn còn nhớ hay không? Úm ba la bay lên trời, rơi xuống. Đúng rồi, mình đã nhớ ra là ở trong cái lâu đài này còn một con mình chưa lấy sữa nè. Con này. Đấy, cái con mà nó giơ hai cái tay lên này các bạn. Ghê chưa? Nó bắn ra mấy cái lưỡi cưa gì thấy ghê quá à. Đấy, và đây là sữa của cái con đó nè. Ủa sao nó có màu vàng vậy ta? Các bạn tưởng tượng xem màu vàng nó là tượng trưng cho cái gì. Để mình uống vô thử xem coi. Và sau khi mà mình uống vào là mình sẽ được cái này nè các bạn. Mình sẽ được Evocat. Mình đọc tiếng Anh hơi bị sai một xíu, các bạn thông cảm cho mình nhé. Cái con này có tên là kẻ chiêu hồn. Mình sẽ thử đánh nha. Uầy. Uầy. Lúc mà mình đánh đó các bạn là mình sẽ chịu hồi ra mấy cái này nè. Từ nhẹ nè, mình sẽ uống lại. Khi mà mình đánh á là nó sẽ tạo ra mấy cái lưỡi nè các bạn. Là mấy cái này xuất hiện nè. Rồi. Là ghê không? Để coi mình sẽ đánh bao lâu nè. Đấy, đấy. Rồi. Wow, hay thật sự luôn các bạn ơi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Ok, rất là mạnh luôn. Đây là sữa của con kẻ chiêu hồn á. Yeah, và tiếp theo đây là các bạn biết là mình sẽ lấy sữa của ai hay không. Mình sẽ lấy sữa của God nha các bạn. God là kiểu giống như là một cái vị thần rất là mạnh luôn nha các bạn. Mạnh khủng khiếp luôn á. Mình phải cần những cái thứ này mới có thể lấy sữa God được nè. Trời ơi, các bạn thấy lần này nó sẽ rất là khó luôn á. Quái thiệt. Đầu tiên là mình cần phải đi tìm cây đinh ba nha các bạn. Thì mình thấy có cái con này nó đang cầm cây đinh ba nè. Mình sẽ tiêu diệt nó. Hy vọng là nó sẽ rơi ra cây đinh ba cho mình nha. Ở cái con này nè. Này, ôi dồi ôi, đau quá à. Ok ok, tiếp cận. Này nè 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 nè. Cái con này ném đau quá à. Cho tao cây đinh ba đi. Ôi trời trời. Trời ơi. Ôi, nó rơi ra cây đinh ba rồi nè các bạn ơi. Yeah, ok nha. Tiếp theo đây là mình cần phải tiêu diệt cái con này nè. Để mình lấy cái vật tổ các bạn à. Đó, kìa kìa. Rồi mình sẽ uống sữa của nó vào. Đấy, uống vào rồi đó. Rồi sau đó là mình sẽ đi qua nè. Để mình dễ tiêu diệt nó hơn nha các bạn. Đấy, mình vừa uống sữa của nó vào. Đấy, vô đây, vô đây. Đấy, cái con này nè các bạn. Đây, đây, cái con này nè, cái con này nè. Đó. Nè, ôi. Ôi, what? Nó đi đâu rồi? Khoan. Ôi. Đây, đây, đây. Vô đây, vô đây. Mình sẽ đánh nó nè. Chạy nè, ok. Nó bay ra ngoài luôn rồi kìa. Ôi, mình sắp chết rồi các bạn ơi. Sao giờ, sao giờ? Anh ơi, anh creeper đẹp trai ơi. Ok, và cái con này nó đã chết rồi kìa. Ủa? Sau khi mà cái con đó chết á, nó sẽ rơi ra cái vật tổ này. Đây chính là nguyên liệu để làm ra sữa God nha các bạn. Sau khi mà mình đánh xong cái con kẻ chiêu hồn á, thì nó sẽ rơi ra cái vật tổ nè. Mày quá đi. Đây là cái thứ mà để mình có thể lấy sữa của God nha. Rồi, sẵn tiện là mình sẽ tiêu diệt cái con này luôn nè.
Trời ơi, mình rất là bực bội, nó dữ lắm luôn rồi đó. Nè, láo nè, nãy giờ cái con này nó đánh mình biết bao nhiêu lần rồi đó. Nè, này thì nè, mình sẽ cho nó xuống ruộng luôn nha các bạn. Nè, đói. Đây, đây, đây. Tạm biệt em nha. Cái gì vậy? Sao tôi té luôn vậy? Mình cần phải đi qua địa ngục để mình lấy cái này nè. Đấy, quá là khó luôn này. Lấy mấy cái đèn phát sáng này, sau đó là chế tạo cái này nè, để cái hắc diện thạch khóc lên. Rồi sau đó là mình sẽ để cái đá phát sáng ở đây, và mình sẽ được cái Neo hồi sinh. Ok. Đầu tiên là mình sẽ gọi cái ông God này ra trước. Đấy, mình thấy là cũng đã đủ nguyên liệu rồi đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy xin chào bạn, tôi là một chú heo nghèo khổ, tôi đói quá, bạn có thể cho tôi ăn cà rốt được không? Nếu bạn cho tôi ăn, tôi hứa sẽ trả ơn bạn. À, như vậy á, nếu mà mình giúp đỡ cái con heo này là mình sẽ được cái ông God này ban tặng cho sữa God nha các bạn. Được. Mình thấy cái con heo này rất là bẩn, rất là dơ luôn, để mình cho nó ăn nè. Ở cái con heo này nó ăn bao nhiêu cà rốt nó mới tặng cho mình nha. Ăn nè. Cái gì vậy? Ông nào đây? Wow, ông này là God này các bạn. Để coi mình ông nói cái gì vậy. Đây. Ha ha ha, cảm ơn vì lòng tốt của ngươi, giờ ta đã được giải thoát khỏi hình thù của một con heo. Ta chính là đấng Misa gì đó mình không biết nữa, của dân làng xuống đây để thử lòng tốt của dân làng dưới hạ giới. Tuy nhiên không một dân làng nào tốt với ta cả, khiến ta bị mắc kẹt mãi mãi trong hình thù của một con heo. Nhưng hôm nay ngươi lại triệu hồi ta và lại còn giúp ta giải thoát khỏi lời nguyền, nên ta sẽ trả ơn ngươi. Tuy nhiên điều kiện đặt ra đó là ngươi phải trao đổi cho ta những thứ mà ta muốn lấy. Vậy là ông này chính là God đây các bạn. Đâu rồi? Ông đâu rồi? Đây, là cái ông này nè. Wow, không thể tin được. Mình nghĩ là ông này rất là mạnh luôn á. Để mình coi. Một cái cánh cứng đổi ra cái cục đá nền, một cái trứng rồng đổi ra cái khối điều khiển. Như vậy á là sẽ lấy ra được cái sữa của God nè. Đây rồi, đây chính là cái thứ mà mình đang cần nè các bạn ơi. Nha, mình đã có cái cánh và cái trứng rồng rồi nè, mình sẽ trao đổi liền luôn. Đấy, đá nền nè, sau đó là để cái trứng rồng. Đấy, lấy hai cái cục này, rồi sau đó là để hai cái cục này với nhau, thì sau đó là mình đã được sữa của God rồi. Các bạn ơi, công nhận là sữa God bao nhiêu gian khổ mới lấy được sữa của God nè. Ok, các bạn thấy không? Đây. Wow. Và bắt đầu uống vô thử xem. Cái gì vậy? Sau khi mà mình uống sữa của God xong á, là cái mặt của mình xuất hiện thêm một cái bộ râu nữa nè, và trên đầu của mình xuất hiện thêm một cái vòng nữa nè, vòng màu vàng ở trên đầu. Rồi ở sau lưng mình có một cái đôi cánh nữa nè, có một cái cánh luôn, rất là đẹp luôn á các bạn. Và mình sẽ thử coi cái này ơi. Đây. Wow, nếu mà mình cầm cái lông gà này lên là mình sẽ bay lên được đó nè, bay ở trong cái độ sinh tồn luôn á. Rồi giờ mình sẽ thử coi. Này trời ơi, rất là ngầu luôn á các bạn ơi. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, còn cái này là cái gì vậy ta? Wow, cái này là sấm sét các bạn ạ. Nè, bay lên. Rồi sau đó là cắt cánh nè. Đấy, sau đó là băng. Wow, quá là đỉnh luôn. Ủa, còn cái gậy này dùng để làm cái gì vậy ta? À, để mình thử xem coi. Quay. À, mình đã hiểu rồi, khi mà mình dùng cái gậy này thì nó sẽ tạo ra kim cương miễn phí luôn nha các bạn. Nè, đó kiểu giống như là kim cương từ trên trời rơi xuống á.
Ôi, quá là ngầu luôn. Kiểu này là xào to luôn rồi, anh em ơi. Cái gậy này có cái hình trái tim nè. Ôi, cái hình trái tim này là cái gì vậy? Ồ, ồ, như vậy á, khi mà mình dùng cái gậy này thì nó thì sẽ tạo ra dân làng nha các bạn, kiểu giống như là sinh sản thêm á. À, mấy cái ông dân làng này đó hả? Còn cái này, tiếp theo là cái này. Cái này nó có hình một cái mũi tên nè, một cái mũi tên màu trắng và nani. Mình có thể chỉnh màu này các bạn. Hả? Chưa, để mình thử lại mấy cái cây này thử xem nha. Đây. Ê, biến hình nè. Cái cây này. Ồ, mình có thể biến hình. Đấy, mấy cái cây này nó làm bằng chất liệu gì ta? Để mình thử xem đây. Cái này trước nha. Cái này nó làm bằng chất liệu gì vậy? À, cái này là bằng đất các bạn ơi. Đất nung nâu. Này nè. Cây nè. Wow, rất. Ôi giời ơi, mấy con creeper này nhầm nhò gì? Quay. Nè. Zombie chứ gì? Zombie từ đâu ra vậy em? Em đi tới đây là sai lầm rồi mấy em zombie ơi. Khi mà mình uống sữa God vào thì nó cũng tặng cho mình cái cúp này nữa nè. Cái cúp này có chức năng gì vậy nhỉ? Quay. Nếu mà mình dùng cây cúp của God này vào, chắc là tìm kim cương rất là dễ luôn á các bạn. Đây, để mình thử tìm cho các bạn xem này nha. Đây, kim cương đâu rồi, kim cương ơi. Ủa sao mình chưa thấy kim cương nữa ta? Toàn là mấy cái này không à. Đây nè, kim cương ơi. Sao không có cục kim cương nào hết trơn vậy? Buồn quá, đi thôi. Kim cương kìa. Trời ơi, tìm cả buổi mới thấy nè. Nãy giờ mình đào hơi sâu thì phải. Mình sẽ bay lên này nha. Bay lên nè. Ôi, ấm ba la bay lên. Mình sẽ bay lên nha. Rồi, sẽ bay lên nè. Ngoài ra uống sữa God vào và mình cũng được có cái cục này nữa nè. Cái cục này có chức năng gì vậy ta? Để mình thử xem nha. Đâu rồi, cái ông... Đây nha. Ủa, sao mình đánh không được vậy các bạn? Ủa vậy là cái ông God này ổng bất tử luôn rồi. Đây mình sẽ thử đánh cho các bạn coi nè. Đấy, đánh không được nha. Như vậy là không thể nào mà đánh được nha các bạn. Đấy, để mình thử với mấy ông dân làng nha. Ôi, công nhận lấy cái cục này đánh á, khi mà đánh nó sẽ văng ra cũng khá là xa đó các bạn. Bay ra tới tận tầng đây. Ok. Nếu mà mình thử dùng cái này mà mình dùng vào cái con golem này, liệu coi mất bao lâu sẽ chết đây các bạn. Đấy. Đấy nè. 3 phát nè, 4 phát nè, 5 phát nè, 6 phát. Ôi trời ơi, kiểu này 7 phát, 8 phát nè, 9 phát nè, 10 nè, 11 nè, 12, 10. Ôi trời ơi, công nhận là cái anh golem này rất là trâu luôn á các bạn. 12 phát mới chết. Theo mình nghĩ á, nếu mà mình dùng cái này á thì nó sẽ phụ thuộc vào khi mà bị chết cháy, nó sẽ cháy. Như vậy đó. Các bạn ơi, ở đây có một cái ngôi làng này đúng không? Đấy, mình sẽ tô màu lên cho cái ngôi làng này cho nó đẹp hơn nha các bạn. Đấy, ở đây có một ngôi làng nè, mình sẽ tô lên nè. Đó, cái này mình thấy nó đẹp hơn phải không? Nếu mà tô màu lên thì màu của nó sẽ đậm hơn. Rồi, tô màu lên mấy cái cây này công nhận là wow, công nhận là nhìn nó sẽ khác ngay luôn á. Đấy, mình sau đó là mình sẽ tô hết nguyên cái làng này, rồi sau đó là mình sẽ cho các bạn xem kết quả nha. Ở đây có cái ruộng nè, mình tô màu luôn. Ôi, không biết là mấy bác dân làng này có thích cái sự đổi mới này hay không nhỉ? Wow, mấy cái cây này bây giờ nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Ok, và video của mình cũng đã đến đây rồi. Thì hẹn các bạn vào tập 12 nha. Ở trong tập 12 này sẽ là một nhân vật bí ẩn nha. Thì khi mà kênh mình đã
đạt 1.600.000 người đăng ký, thì hiện tại đang là 1.570.000 người đăng ký. Các bạn nhớ ấn đăng ký nha. Và kèm theo là video này đạt được 45.000 like luôn. Nhân vật bí ẩn sau khi mà ra tập 12 các bạn sẽ biết luôn nhé. Rồi bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn cho các video lần sau nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, mình có một thông báo rất là quan trọng luôn nè. Khi mà đăng video là mình sẽ đăng video trên YouTube và đăng video trên Facebook luôn nè, là hai chỗ. Nếu mà các bạn muốn xem video trên Facebook á thì hãy gõ là Vinh MC đó, rồi sau đó là tìm kiếm nha các bạn. Sau đó là các bạn sẽ thấy tấm hình này nè và chữ Vinh MC đó, ấn vào vào đây rồi các bạn ấn nút thích nè, thích đó, thích, rồi sau đó ấn vô chữ theo dõi. Theo dõi nè, hiện tại là trang Facebook của mình gần được 37.000 lượt theo dõi rồi nè. Ở đây là mình đã đăng rất là nhiều tấm hình luôn nè. Đây là Vinh MC nè, cái này là mình nè các bạn, thấy không? Mình đang ở một cái đồng ruộng nè. Đây là ai ạ? À? Sau đó là mình đọc bình luận á, mình thấy có rất là nhiều bạn bình luận luôn nè. Anh Vinh nông dân dễ thương quá đi à. Sau đó là mình cảm ơn lại nè, cảm ơn em nhiều nè. Mình đọc bình luận của các bạn fan ở trên đây luôn. Nên là các bạn nhớ theo dõi video của mình và những cái tấm hình của mình ở trên Facebook luôn nha. Vinh MC tại